Và đây là Samsung Galaxy A03 phiên bản 4GB với mức giá hiện tại là 3.490.000 các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng, chỉ còn 3.290.000 thôi và có hỗ trợ góp 0% lãi suất. Vì Samsung Galaxy A03 phiên bản 4GB chúng ta sẽ có hai màu tại shop ha, màu xanh và màu đỏ. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.5 inch. Màn hình 6.5 inch các bạn. Về camera selfie chúng ta sẽ có là 5 MP dạng camera selfie. Về RAM chúng ta sẽ có 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Với mức giá 3.290.000 thì chúng ta sẽ có hai camera ở phía sau với độ phân giải camera chính là 48 MP, camera phụ nhất là 2 MP. Pin thì chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc 7.8W các bạn nha, và có hỗ trợ góp 0% lãi suất. Chúng ta máy thì chúng ta chỉ cần trả trước là khoảng 1 triệu các bạn, 1.047.000. Đây là mức giá mà chúng ta chưa giảm nha, mình trả trước, phần còn lại thì chúng ta sẽ chia đều góp trong vòng 4 tháng là 622.000, nhưng mà chúng ta góp trong vòng 4 tháng ha, không lãi. Samsung Galaxy A03 thì sẽ phù hợp với những cái cô chú anh chị mà có nhu cầu, chúng ta chỉ cần xem phim, đọc báo hoặc là xem TikTok, lướt mạng xã hội thôi, không chơi các tựa game nặng thì máy sẽ đáp ứng tốt cho chúng ta những thao tác tác vụ thông thường. Với lại các bạn học sinh như là cấp 1, cấp 2 mà chúng ta có nhu cầu học tập online thì đây là một trong những dòng điện thoại, thứ nhất là sẽ có thương hiệu về Samsung, thứ hai nữa là mức giá phù hợp với chúng ta, đáp ứng cho chúng ta công việc học tập, xem phim, giải trí, một số tựa game nhà thì sẽ đáp ứng tốt các bạn nha. Với mức giá hiện tại là giảm chỉ còn 3.290.000 tại Thế Đạo và Điện Máy Xanh, là một trong những dòng điện thoại cũng đáng quan tâm đến trong phân khúc giá này với một cái thương hiệu đến từ Samsung.